Xin chào quý nhà đầu tư, chúng ta lại gặp lại nhau sau một tuần biến động của thị trường. Và như thường lệ vẫn là tôi, Hiếu Hồ, chuyên gia chiến lược đầu tư tại công ty cổ phần chứng khoán SSI, là người vẫn đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong các số của đóng bảng cuối tuần. Thị trường thì nối dài đà hồi phục và xuất hiện những phiên mà nhà đầu tư kỳ vọng với câu chuyện là bùng nổ theo đà. Và chúng ta lại ngồi lại với nhau để đánh giá xem những thông tin tuần qua đang ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và liệu rằng diễn biến của thị trường có phù hợp với kịch bản này hay không để đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp nhất trong những phiên của đầu tuần sau. Trong một bối cảnh mà thông tin từ thị trường tiền tệ có vẻ tạm lắng lại trong những tuần vừa qua, thì sự chú ý của thị trường đổ dồn vào thông tin từ kỳ họp Quốc hội khi những dự thảo luật sửa đổi liên quan đến ngành bất động sản được đưa vào chương trình nghị sự như luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Những điểm chính của luật đất đai sửa đổi trong lần này liên quan đến định giá đất, thu hồi đất nhằm hoàn thiện khung pháp lý và tháo gỡ những vướng mắc pháp lý cho chủ đầu tư trong phát triển dự án. Dòng tiền trong tuần qua thì tỏ ra hứng khởi với sự chờ đợi những thông tin nói trên và thể hiện qua sự tăng giá và diễn biến thanh khoản tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng cũng còn nhiều điểm cần phải theo dõi về luồng thông tin này. Thứ nhất là kỳ họp Quốc hội sẽ có thời gian tạm nghỉ trong tuần sau và cùng thời gian đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp lại và thống nhất liệu có đưa dự thảo sửa đổi luật đất đai lần này vào chương trình biểu quyết vào các tuần làm việc sau đó hay không. Và ngay ở kịch bản là dự thảo lần này được đưa vào biểu quyết và thông qua trong kỳ họp tới đây thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc hoàn thiện và đưa ra các văn bản dưới luật để có thể trực tiếp tác động lên hoạt động phát triển dự án của các chủ đầu tư. Tất nhiên thì về dài hạn thì việc xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, bám sát được sự phát triển của thị trường thì rõ ràng sẽ tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp bất động sản có thể dễ dàng xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển dự án của mình trong tương lai. Một cuộc họp khác diễn ra trong tuần sau có thể mang tới những thông tin đáng quan tâm hơn trong ngắn hạn. Đó là vào sáng thứ hai thì sẽ có cuộc họp trực tuyến giữa Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng của các doanh nghiệp bất động sản lớn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để có thể phát triển thị trường bất động sản, phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thông tin vĩ mô trong nước đáng chú ý trong những ngày cuối tuần đó là câu chuyện tăng giá điện khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó thì giá bán lẻ điện bình quân sẽ ở mức là 2.006,79 đồng trên kWh và chưa bao gồm thuế VAT từ ngày 9 tháng 11 năm 2023. Mức tăng này tương ứng với mức khoảng 4,5% so với mức bán lẻ hiện hành. Diễn biến này thì phù hợp với những dự báo trước đó của chúng tôi và chúng tôi đã đề cập trong các số trước đây của đóng bảng cuối tuần. Thị trường thì cũng có thể bắt đầu có những lo ngại về câu chuyện lạm phát sau khi tăng giá điện. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng lạm phát lương thực, thực phẩm thì có thể chưa quay trở lại ngay lập tức do tiêu dùng yếu trong nước. Đồng thời thì giá dầu toàn cầu cũng đang có sự trầm lắng trở lại trong những thời gian gần đây. Do vậy nên rủi ro lạm phát có thể không phải là mối lo ngại trong thời gian tới. Nhìn chung thì chúng tôi vẫn giữ nguyên dự báo rằng lạm phát trong cả năm nay sẽ rơi vào khoảng 3,2-3,5% và cũng đã bao gồm tính toán liên quan đến kỳ tăng giá điện lần này. Dù sao vẫn là thấp hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 4,5% của chính phủ cho cả năm. Một số liệu thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong tuần qua đó là số liệu về số lượng tài khoản chứng khoán sau tháng 10. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD đã công bố một số liệu khá đáng ngạc nhiên trong giữa tuần, đó là số lượng tài khoản chứng khoán lũy kế sau tháng 10 giảm 377.000 tài khoản so với số liệu được công bố vào cuối tháng 9 và tất cả sự suy giảm này đến từ khối nhà đầu tư cá nhân trong nước. Cùng ngày thì VSD cũng đã công bố nguyên nhân của sự sụt giảm này đến từ việc đóng hơn 545.000 tài khoản không hoạt động như một phần của chu trình làm sạch dữ liệu. Và nếu chúng ta tách riêng số liệu tài khoản mở mới trong tháng thì số liệu này là 167.500 tài khoản mở mới trong tháng 10, thấp hơn một chút so với con số 188.000 tài khoản của tháng trước đó. Chúng tôi cũng quan sát thấy số lượng tài khoản mở mới khá bất thường, khoảng 500.000 đến 600.000 tài khoản trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 6 của năm 2022, một giai đoạn mà thị trường chứng khoán lại đang tỏ ra khá trầm lắng. Đây có thể là việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến liên kết với tài khoản ngân hàng và số lượng này cũng trùng khớp với số lượng tài khoản bị đóng trong tháng 10 vừa qua. Trước đó thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kết nối với cơ sở dữ liệu dân số quốc gia để nâng cao tính toàn vẹn dữ liệu, trong đó có bao gồm việc tham chiếu chéo các thông tin để loại bỏ các dữ liệu không chính xác và trùng lặp. Lịch sử gần đây cho thấy rằng giai đoạn 2020-2021 bùng nổ đại dịch Covid-19 và cũng bùng nổ về số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn thấy rằng nhiều nhà đầu tư trong đó sẽ mở nhiều tài khoản khi tham gia vào thị trường. Do vậy để tính toán về tỷ lệ dân số tham gia vào thị trường chứng khoán thì cũng sẽ phải có sự điều chỉnh. Vậy thì tỷ lệ thực sự là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có thể tính toán dựa trên những tỷ lệ tham chiếu tương đương của các thị trường chứng khoán láng giềng. Chúng tôi lấy ví dụ về Thái Lan, một thị trường có thể nói là phát triển hơn và hoàn thiện hơn so với Việt Nam chúng ta. Tính đến cuối tháng 9 năm 2023 thì quốc gia này ghi nhận 5,53 triệu tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư
Và nếu chúng tôi loại bỏ các cái tài khoản trùng lập thì có thể con số này rơi vào khoảng 2,48 triệu tài khoản. Và hơn nữa, nếu mà chúng ta tính vào các cái tài khoản chứng khoán đang hoạt động trong 6 tháng trở lại đây thì con số này sẽ là 900.000 đến 1 triệu tài khoản chứng khoán. Nếu sử dụng tỷ lệ này cho Việt Nam thì chúng ta cũng có thể ước đoán tỷ lệ thâm nhập của thị trường chứng khoán chỉ rơi vào khoảng 3 đến 4% dân số, một con số thấp hơn đáng kể so với các báo cáo gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên thì việc điều chỉnh này cũng mở ra một bức tranh khác, đó là dư địa phát triển của thị trường Việt Nam là còn rất lớn. Chưa kể đến việc với tới đây thì chúng ta cũng sẽ có những cơ chế thị trường phức tạp hơn dự kiến sẽ được đưa ra, và có đó có thể thu hút thêm sự chú ý của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Vốn hóa của thị trường chứng khoán tại Việt Nam thì cũng đã tăng từ 21% GDP vào năm 2010 lên 42% vào năm 2022. Tuy nhiên thì mức này vẫn thấp hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực, như giá trị tương đương của Đài Loan là 195% hay của Hàn Quốc là 96%, Thái Lan chúng ta vừa kể tới là 119%. Trở lại với câu chuyện về dòng tiền trên thị trường chứng khoán thì chuyển động của dòng tiền khối ngoại trong tuần qua là một chuyển động đáng chú ý. Trong điều kiện thị trường suy yếu trong những ngày cuối của tháng 10, chúng ta nhìn thấy sự chủ động trở lại của dòng tiền khối ngoại, nâng đỡ chỉ số và cũng là nền tảng cho sự hồi phục sau đó của thị trường. Tuy nhiên trong tuần hồi phục của điểm số của thị trường của nhiều nhóm cổ phiếu thì chúng ta lại nhìn thấy một diễn biến hoàn toàn trái ngược khi khối ngoại đã có 4 phiên bán ròng liên tiếp. Quỹ ETF thường xuyên chủ động giải ngân trong thời gian vừa qua, trong giai đoạn mà VN Index về dưới 1.100 điểm là phu bông FTSE Việt Nam ETF cũng đã có một tuần trầm lắng đi đáng kể khi quay đầu bán ròng nhẹ trong những phiên cuối tuần. Nhìn rộng hơn về bức tranh dòng vốn đầu tư toàn cầu thì dòng vốn vào thị trường cổ phiếu quay đầu bán ròng trong tháng 10. Trong đó thì dòng vốn vào cổ phiếu của các thị trường phát triển bị rút ròng 9,8 tỷ đô. Sức hút từ thị trường Mỹ được duy trì, tuy nhiên không đủ để bù đắp cho sự rút ròng của dòng tiền đầu tư toàn cầu tại các thị trường châu Âu. Định giá thị trường này vẫn ở mức cao. Tuy nhiên thì sự bất ổn địa chính trị cũng như chênh lệch lãi suất thực khiến cho dòng tiền tìm đến thị trường Mỹ như tìm kiếm một sự an toàn. Dòng vốn vào cổ phiếu của thị trường mới nổi đảo chiều rút ròng lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2022, khi thị trường Trung Quốc ghi nhận rút ròng 1,9 tỷ đô, tháng rút ròng đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2023 khi lo ngại rủi ro về tăng trưởng kinh tế và các biện pháp kích thích như chính phủ không đem lại hiệu quả. Dòng tiền vẫn vào dòng thị trường Ấn Độ 1 tỷ đô. Tuy nhiên thì sự vào dòng này là chậm đi đáng kể so với sức bật trong giai đoạn cuối quý 1 của 2023. Nhìn chung thì dòng tiền vào các thị trường châu Á mới nổi cũng đang bị ảnh hưởng từ môi trường sức mạnh đồng đô duy trì ở mức cao, đồng thời thì chênh lệch lãi suất thực giữa Mỹ và các quốc gia này vẫn đang được duy trì. Thị trường Việt Nam cũng đang chịu những cái tác động tương tự về xu hướng của dòng tiền khối ngoại trong thời gian gần đây. Quay trở lại với những nội dung về thị trường, chúng ta cũng nhìn thấy một tuần hồi phục của điểm số với nến tuần thứ hai liên tiếp đóng xanh. VN Index dừng chân quanh mốc 1.100 điểm và cao hơn 25 điểm so với tuần trước và hơn 80 điểm kể từ vùng đáy thấp nhất hình thành vào ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên thì điểm nhấn trong tuần bắt đầu từ phiên của ngày thứ tư khi chỉ số có một phiên tăng 3%, nhiều cổ phiếu tăng trần và đà tăng lan tỏa trên hầu hết các nhóm cổ phiếu. Dù nhiều nhà đầu tư bắt đầu mở ra kỳ vọng về câu chuyện là bùng nổ theo đà để có thể nối dài đà tăng này, tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng sẽ còn nhiều điểm để có thể quyết định được đó có phải là một phiên bứt phá thành công hay không. Hai phiên liền sau suy giảm về mốc 1.100 điểm, tương đương với mức kiểm định trở về vùng 1/2 thân nến tăng của phiên bùng nổ. Và đây sẽ là điểm kiểm định quan trọng, và trong bối cảnh mà chúng ta nhìn thấy hai phiên suy giảm của điểm số tiếp theo đi cùng với thanh khoản gia tăng thì chúng tôi cho rằng kịch bản về việc điều chỉnh ngắn hạn của thị trường cũng đã bắt đầu lớn dần. Một điểm tích cực đáng ghi nhận trong diễn biến của tuần này đó là sự trở lại của thanh khoản thị trường và cũng như sự bùng nổ mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu bất động sản thoát khỏi vùng đáy và vẫn vững vàng cho đến những phiên cuối tuần. Và chúng tôi cho rằng đây cũng là lá cờ đầu cho tâm lý tích cực của thị trường lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu khác như chứng khoán, như thép và sau đó là các cổ phiếu đi sau. Tuần sau thì bên cạnh những thông tin vĩ mô trong nước, chúng ta cũng sẽ dành sự quan tâm về kỳ công bố số liệu CPI tháng 10 của Mỹ là chỉ báo nhằm dự đoán quan điểm điều hành chính sách của Fed trong thời gian tiếp theo và sẽ có những tác động ngắn hạn lên các thị trường tài chính toàn cầu. Một lưu ý nhỏ trong tuần sau đó là phiên của ngày thứ năm sẽ là phiên đáo hạn phái sinh của tháng 11. Với những đánh giá trên thì đóng bảng cuối tuần cũng đưa ra quan điểm về chiến lược đầu tư của tuần tới như sau. Thị trường dù tăng điểm trong tuần trước, tuy nhiên đà tăng điểm chứng lại và chúng tôi cho rằng thị trường sẽ cần thời gian để có thể kiểm định lại sức mạnh cũng như tìm kiếm một điểm cân bằng và tích lũy mới. Do vậy nên dù vẫn lạc quan trong chung và dài hạn, tuy nhiên thì quan điểm của đóng bảng cuối tuần trong kỳ này sẽ đâu đó có chút thận trọng hơn so với số lần trước. Qua đó thì những hồi phục tiếp theo của điểm số trong những phiên đầu tuần sau có thể sẽ là những điểm để có thể hạ tỷ trọng với các danh mục đang nắm giữ tỷ trọng cao về cổ phiếu. Đương nhiên là chúng ta cũng chưa vội vàng nghĩ về kịch bản rủi ro giảm sâu của thị trường phá vỡ vùng đáy cũ, mà đơn giản chỉ là một giai đoạn mà thị trường sẽ tìm kiếm một điểm cân bằng mới, tích lũy lại và sẽ phát đi những tín hiệu về xu hướng tiếp theo.
Nếu những điểm kiểm định này chúng ta được chứng kiến sự duy trì tích cực của thanh khoản thị trường, sự duy trì xu hướng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu đang có tính dẫn rất cao như nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán hay nhóm thép, thì đây lại là những thời điểm phù hợp để có thể gia tăng vị thế cổ phiếu với khung thời gian nắm giữ dài hơn. Đó là những đánh giá về diễn biến và quan điểm thị trường trong tuần sau mà đóng bảng cuối tuần đưa đến cho quý nhà đầu tư trong số lần này. Rất mong những thông tin này có hữu ích cho các quyết định của quý nhà đầu tư. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý nhà đầu tư. Rất mong được gặp lại quý nhà đầu tư trong các số tiếp theo của đóng bảng cuối tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Hiếu Hồ.